Video chiến trường cho thấy, một chiếc Challenger 2 của Ukraine bốc cháy ở tỉnh Zaporizhia, trở thành chiếc xe tăng đầu tiên do Anh viện trợ bị phá hủy. Video được Osin Technical, tài khoản chuyên theo dõi tình hình chiến sự tại Ukraine, đăng trên Twitter hôm nay, cho thấy một xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cháy rụi trên tuyến đường gần Rabotino, ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia, được quân đội Ukraine giành lại hồi tuần trước sau gần 3 tháng phản công. Đây là lần đầu tiên Kiev mất xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp trên chiến trường. Quân đội Ukraine biên chế tổng cộng 14 chiếc, họ từng đề cao sức mạnh của loại xe tăng này. Trong video phỏng vấn các binh sĩ lữ đoàn xung kích đường không số 82, được công bố trước đó vài ngày, chuyên gia quân sự Mỹ David Eckfit trên Forbes. Chưa rõ chiếc Challenger 2 bị phá hủy bởi loại vũ khí nào. Các chuyên gia phương Tây nhận định, nó có thể đã bị trúng mìn hoặc đạn pháo của Nga, mất khả năng di chuyển, và bị kết liễu bởi máy bay không người lái, UAV, tự sát. Các binh sĩ lữ đoàn 82 nói rằng, những chiếc Challenger 2 đang đóng vai trò ổ hỏa lực di động, tận dụng hệ thống kính ngắm và điều khiển hỏa lực hiện đại để bắn phá cứ điểm Nga từ khoảng cách hơn 3 km. Điều này cho phép kíp xe Challenger 2 của Ukraine nấp trong công sự và tấn công từ tuyến sau, tránh đụng độ trực tiếp với tên lửa dẫn đường và UAV tự sát đối phương. Tuy nhiên, khi lực lượng Ukraine tiến quân, các xe tăng Challenger 2 không còn lựa chọn nào ngoài rời vị trí ẩn nấp để cơ động đến trận địa mới. Dường như lực lượng Nga đã phát hiện được nó trên đường di chuyển, nơi hoàn toàn không có biện pháp che chắn nào, Ek nhận định. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Xe tăng chủ lực Challenger 2 được Anh phát triển từ cuối những năm 1980, trang bị pháo chính cỡ nòng 120mm. Đây là dòng xe tăng duy nhất của NATO sử dụng nòng pháo có rãnh khương tuyến, do quân đội Anh ưu tiên sử dụng đạn nổ mạnh đầu dẻo, SESS, thay vì đạn thanh xuyên tách vỏ dưới cỡ, APFSDS, phổ biến với pháo nòng trơn. Đạn SESS có tầm bắn vượt trội so với APFSDS, đạt hiệu quả cao khi đối phó với công trình kiên cố hoặc phương tiện có giáp mỏng như xe chiến đấu bộ binh đối phương. Tuy nhiên, khả năng xuyên phá của nó thua kém đạn động năng và gần như vô hiệu trước các loại giáp phức hợp trên xe tăng chủ lực hiện đại. Mẫu xe tăng này nặng 62.5 tấn, trang bị động cơ diesel V12 có công suất hơn 1.200 mã lực, giúp nó đạt tốc độ tối đa 59 km/h trên đường bằng và 40 km/h khi vượt địa hình. Chúng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ mà quân đội Ukraine cần ở một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực. Justin Crum, cựu lính xe tăng Anh và hiện là giám đốc điều hành công ty đánh giá rủi ro Cibolai, nói và tuyên bố rằng Challenger 2 dễ dàng áp đảo xe tăng T-72 của Nga. Tháp pháo Challenger 2 trang bị giáp phức hợp Chopham, có khả năng chống chịu nhiều loại vũ khí chống tăng hiện đại. Chuyên gia Crum nói rằng, giáp Chopham có thể chịu được một phát bắn trực diện từ pháo 125mm trên xe tăng T-72 Nga, nhưng không cho biết chủng loại đạn và tầm giao chiến. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, Challenger 2 có nhiều ưu thế trước phần lớn xe tăng chủ lực đang được Nga triển khai trên chiến trường và có thể giúp Ukraine tung những cú đấm thép, uy lực nhằm vào lực lượng thiết giáp đối phương. Lữ đoàn 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những khí tải hiện đại nhất trong biên chế Ukraine. Ngoài 14 xe tăng Challenger 2, lữ đoàn này còn có 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Tuy nhiên, lữ đoàn 82 đã mất nhiều thiết giáp Stryker và Marder trong nỗ lực tấn công phòng tuyến Nga từ cuối tháng 8. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.